chào các bạn, mình là Mang Quay Trưởng đây. Hôm nay kênh của mình đã được 10k sub rồi. Và mình có hứa với các bạn là khi nào kênh của mình được 10k sub, mình sẽ mở event tặng quà. Nhưng vì một số việc nên là game đã khóa chức năng tặng quà. Mình nghĩ chức năng này sẽ mở lại khi mà game được ổn định. Nên là sau này mình sẽ bù lại cho các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm việc trò chơi phần 4. Những bạn nào mà chưa xem phần 1, phần 2 và phần 3 của mình thì hãy vào lại kênh của mình và xem nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like và đăng ký cho mình nhé. Vòng đầu tiên là vòng truyền bơm. Khi mình chơi trò này thì mình thích chạy tung tăng hơn là đứng ở trong góc. Đứng ở ngoài nếu mà mình bị truyền bơm á thì mình sẽ truyền bơm lại. Còn khi mà thời gian cuối thì mình sẽ chạy thôi. Một phần vì mình không thích đứng trong góc. Đó chính là khi mà mình đứng trong góc á, những bạn khác chạy lại rồi đứng cùng mình, xong rồi leo lên đầu mình nhảy. Mình rất là không thích vì hành động rất là bất lịch sự. Khi các bạn chạy thì các bạn như vừa chạy vừa nhảy nha. Như vậy thì sẽ tránh bơm dễ hơn. Một tip cho các bạn là khi các bạn bị truyền bơm thì các bạn chỉ cần chạy vào góc. Thế nào cũng có người đứng ở trong đó rồi các bạn truyền thôi. Khi mà thời gian đang đếm để đợi bơm thì các bạn đừng nên chạy lại chỗ đông người nha. Các bạn nên chạy một mình thôi. Thời gian đầu thì các bạn có thể chạy ở ngoài chơi như mình cũng được. Còn thời gian cuối thì các bạn có thể vào góc để trốn. Tiếp theo là trò chơi tìm lỗ. Mình đang tổng hợp cho các bạn xem những trận mà mình chơi thiệt trò chơi, chứ mình không chơi liên tiếp nha. Thì trò này đầu tiên các bạn phải nhanh tay và lẹ mắt. Bạn phải nhìn và chạy thật nhanh khi mà bạn thấy một cái lỗ nào đó rồi chân xuống. Vì trò này rất là nhân phẩm và hên xui nên là các bạn cần phải nhanh tay và lẹ mắt. Có một điều nữa là nếu bạn không thấy ai tìm ra lỗ thì bạn cứ chạy vòng vòng. Nhưng mà khi bạn chạy đi tìm lỗ thì bạn cũng phải quay màn hình lại và nhìn xem những người khác đã tìm được lỗ chưa nha. Nếu bạn đã thấy người khác tìm được lỗ rồi thì bạn phải chạy lại thật là nhanh, đừng có cố tìm lỗ nữa. Thì mình thấy trò chơi tìm lỗ này khi còn đông người thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi còn ít người á, ví dụ như còn 2-3 người thì nó thật sự là một trò chơi nhân phẩm. Thì đây là những cách mà mình chơi, các bạn có thể áp dụng theo thử. Tiếp theo là vòng đua chướng ngại vật. Thì chướng ngại vật mình có làm rất là nhiều video rồi, nhưng mà mình vẫn muốn quay lại cho các bạn xem vì có rất là nhiều bạn không nhảy được. Cái vòng đầu tiên này mình cũng đã chỉ các bạn rất nhiều rồi. Các bạn cứ nhảy và nhảy thẳng liên tục đi, đừng có chùn mấy ngón tay của mình lại. Nhưng mà nếu các bạn nhảy đông người quá thì các bạn nên nhường người khác nhảy trước. Các bạn nên khựng lại một chút chờ người khác nhảy trước. Nếu mà các bạn nhảy chung với người ta thì mình sẽ bị chặn lại rồi bị rớt xuống đó. Còn cái vòng thứ hai này thì các bạn cứ để cho người khác đi trước đi. Hoặc là các bạn, nếu mà các bạn đang đi trước á, các bạn cũng có thể thử nghiệm. Nhưng mà đi sai một cái thôi là mình sẽ phải đi lại từ đầu, nên là các bạn phải cẩn thận đó. Lúc trước là mình đi bên cái khu màu trắng thì các bạn nói là đi bên đây dễ hơn, nên là bây giờ mình sẽ đi bên đây. Nhưng mà nếu các bạn đụng vào cái thanh màu đỏ thì sẽ lại đi lại từ đầu đó. Nếu bạn không kiểm soát được tốc độ và cách nhảy của mình thì khi nhảy bạn có thể khựng lên một cái, xong rồi bạn hãy nhảy tiếp. Hoặc là bạn có thể đi bên màu trắng. Và khi bạn đi lên những cái này thì bạn nhớ xoay cái màn hình của mình theo cái hướng mà mình đang đi. Khi đi qua những cái khúc cua thì bạn hãy khựng lên một cái rồi đi tiếp, phòng để khi mà bạn bị trượt tay đó. Còn những cái thanh ngang đỏ này thì các bạn chỉ cần chạy liên tục. Nhưng mà các bạn dừng lại thì cái tốc độ của các bạn sẽ bị giảm xuống và bạn sẽ không kiểm soát được nữa. Vì khi mình chạy liên tục thì cái tốc độ của mình nó cũng sẽ liên tục, như vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tiếp theo là vòng bánh xe chướng ngại vật. Thì cái vòng này mình cũng đã nói rất là nhiều rồi, nhưng có nhiều bạn chưa xem video và nói là không thể chơi vòng này được. Thì hôm nay mình quay lại cho các bạn, các bạn nhớ xem nhé. Khi mà bạn chơi vòng xoay á thì bạn muốn đi lên, đi xuống hay là đi như thế nào cũng được. Nhưng mà bạn đừng nên nhảy qua hai bên. Ví dụ bạn đang đứng ở đây thì cái vòng xoay nó sắp xoay xuống á, thì bạn đừng nên nhảy qua bên trái của bạn hay là bên phải gì hết. Tại vì đây là vòng xoay nên là khi bạn nhảy xuống thì cái lực xoay của nó có khi là nó đã xoay tới một cái gì rồi. Nhưng mà nó xoay ra cái lỗ mà bạn nhảy qua thì bạn sẽ bị rớt xuống đó. Một điều lưu ý khi bạn chơi cái trò này nữa, đó chính là khi mà bạn nhảy qua rồi thì bạn nên đứng sát ở trong đi. Nếu mà bạn đứng ở ngoài rìa quá thì có nguy cơ sẽ bị đẩy đó. Vì trò này có thể đẩy nhau được mà. Cho nên là bạn đã chạy qua rồi thì bạn hãy chạy vào giữa và bạn đứng, tránh trường hợp để bị đẩy. Vòng tiếp theo là sàn nhà lỏng lẻo. Thì mình đã từng chứng kiến một trận, đó chính là sau cái vòng này thì mọi người đều bị rơi xuống hết trừ mình. Vậy là mình đã thắng. Và khi chơi cái này thì các bạn cần phải nhanh tay và bình tĩnh. Nếu mà bạn thấy sàn nhà xung quanh đều bị lỏng lẻo thì bạn cứ yên tâm, cứ đứng ở đó đi, đừng nhảy đi đâu cả.
Hoặc là bạn thấy cái sàn nhà đó vừa biến thành cái sàn nhà mới thì bạn cũng đừng vội nhảy qua. Bạn cứ đứng ở một chỗ đó đi. Khi nào mà cái sàn nhà của bạn đang đứng á, nó mà bị lỏng lẻo thì bạn hãy nhảy tiếp. Vì khi bạn nhảy qua nhiều quá thì bạn sẽ bị lúng túng và mất bình tĩnh. Nên là khi mà cái sàn nhà mà bạn đang đứng á, cái nó bị lỏng lẻo thì bạn sẽ không phân biệt được là mình nên nhảy đi đâu. À, khi chơi cái trò này thì các bạn nên đứng sát vào trong nha. Nếu các bạn đứng ở ngoài thì cũng có thể sẽ bị đẩy đó. Có một cái điều mà nhiều bạn bị mắc phải đó chính là sàn nhà xung quanh các bạn bị lỏng lẻo. Và cái sàn nhà bạn đang đứng cũng bị lỏng lẻo. Thì không biết đi đâu hết. Thì bạn cứ yên tâm đi. Thì các bạn cứ đứng đó đi, đừng có đi đâu nữa cả. Thì một chút nữa cái sàn nhà mới nó sẽ mọc lên rồi các bạn nhảy qua sau. Tiếp theo là khúc gỗ xoay. Thì mình cũng đã hướng dẫn rồi, mấy bạn coi video của mình chắc cũng đã làm được rồi nhỉ. Khi chơi cái trò này thì các bạn đừng nên đi ra bên ngoài quá. Các bạn cứ đi sát cái khúc gỗ cho mình nha. Vì khi bạn đi ra bên ngoài thì cái khoảng cách mà bạn di chuyển sẽ nhiều hơn. Và cái tốc độ mà bạn di chuyển sẽ không lại cái thanh đó đâu. Tiếp theo là bạn đừng nên chơi những cái trò mạo hiểm như là nhảy qua nhảy lại cái thanh đó. Vì khi bạn trượt chân hoặc là trượt tay một cái thôi là bạn nằm luôn đó. Nhưng mà trừ ra một cái trường hợp đó chính là có rất là nhiều người biết cái mẹo này. Thì nhiều người đi cùng bạn đi sát cái thanh gỗ đó. Lúc này thì mình nghĩ các bạn nên đi xích ra ngoài một xíu. Vì nếu các bạn đi sát thì các bạn có thể sẽ bị đẩy hoặc là bị chạm đầu đó. Chặng tiếp theo đó chính là chặng đập búa. Thì mình có quay video nhưng mà bị mắc nên là mình sẽ lên video ở nick phụ của mình nha. Thì chặng này quan trọng nhất là phải nhanh tay rồi đó. Nếu mà bạn chậm tay hơn đối phương 0.01 giây thôi là bạn cũng sẽ đủ ăn búa rồi. Chơi cái này cũng cần phải tập trung nữa. Các bạn cứ bấm liên tục vào cái dấu đánh cho mình nha. Khi mà bạn bấm liên tục á thì cái tỷ lệ của nó sẽ cao hơn là cái tỷ lệ mà bạn chờ cái dòng chữ xuất hiện rồi bạn mới bấm. Các bạn đừng có run gì hết, cứ bình tĩnh thôi. Khi bạn bấm liên tục á thì bạn cái ngón tay của bạn đè sát vô cái dấu đánh. Chứ bạn đừng có đè để nó ra xa quá vì như thế sẽ đánh không kịp đâu. Đó, bạn chỉ cần cố gắng nhanh tay là được thôi. Vòng tiếp theo là vòng đua xe tốc độ. Thì cái kỹ năng chạy mình cũng đã phổ biến cho các bạn rất là nhiều lần rồi. Các bạn phải nhớ là vừa chạy và vừa nhảy để tăng tốc độ nha. Nhưng mà khi nó là một con đường dài thì các bạn hãy vừa chạy vừa nhảy. Nếu ở đó có gần một cái hố thì các bạn đừng có nhảy nữa. Các bạn hãy nhảy qua cái hố đó xong rồi thì hãy tiếp tục vừa chạy vừa nhảy tiếp. Đây chính là cái đường tắt quan trọng nhất của game này nè. Khi nhảy trừ những cái khúc cua ra thì các bạn chỉ nên nhảy một đường thẳng thôi. Đừng có khéo cái ngón tay của mình di chuyển qua trái hay qua phải gì hết. Và khi nhảy tới đây thì giữa con đường sẽ có một cái lỗ. Các bạn chỉ cần nhảy qua hai bên là được. Đó, vậy là xong rồi. Các bạn có thấy đơn giản không? Nếu các bạn chăm chỉ tập luyện thì top 1 rất là đơn giản luôn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, các bạn nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.